Một bông hoa đẹp không nên tưới quá nhiều nước. Khi giọng nói ấy vừa dứt, tôi biết đó là anh chàng kỳ lạ. Cậu ta làm gì ở đây? Đi đi, hãy để tôi ở lại một mình. Tôi không cần ai khác, tôi chỉ cần anh ấy thôi. Nếu trái tim cậu bị vỡ thành từng mảnh, vậy hãy mạnh mẽ cầm mảnh còn lại đi hết cuối con đường. Đừng nên tự hành hạ bản thân. Tôi chưa sẵn sàng. Cậu biết không, tôi sẽ chờ cho đến khi cậu thật sự sẵn sàng.